Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ khui cái hộp Yamaha có cái model là MG10SU-F. Rồi, cái này là cái phiên bản nâng cấp của cái Yamaha MG10SU. Ở đây nó có thêm chữ F. Thì cái chữ F này á là nó phát triển thêm cái fader ở đây nè các bạn. Đó, fader. Và nó sẽ cái chiều dài thân nó sẽ dài hơn. Rồi với cái phiên bản fader này, nó sẽ bổ sung cho người dùng rất là nhiều cái cách để mình xử lý nó tốt hơn và mình sẽ dễ dùng hơn. Thì nó dễ dùng ra làm sao thì bây giờ hôm nay là mình vừa khui hộp và mình sẽ giới thiệu cái thêm chức năng bổ sung đó. Rồi Giang ơi, cầm máy mạnh cái. Cái thùng này nó bự hơn cái thùng 10 xu nhiều lắm các bạn. Thùng này nó dày, nó bự hơn. Rồi đây là sản phẩm chính hãng nha các bạn. Nhập khẩu bởi Yamaha Việt Nam, sản xuất tại Malaysia. Thì nếu mình mua sản phẩm này thì mình sẽ có giấy bảo hành của chính hãng đầy đủ. Đây là sản phẩm. Mình rất thích con Echo, cái effect của Yamaha MG10SU. Nhưng nó bị thiếu một số cái tính năng. Vì vậy sau này á, hãng Yamaha nó nâng cấp cái fader lên nè các bạn. Cái phần cái đây là mình rất là thích. Rất thích luôn á. Ở chỗ là nhìn nó sẽ chuyên nghiệp hơn và nó đúng với một cái mixer hơn. Rồi tạm thời để ở đây đi. Rồi, như thế này nè các bạn. Giang quay sát nè. Như thế này nè các bạn. Nó bổ sung thêm so với con 10SU là cái on-off ở đây. Rồi, những cái nút on-off ở đây. Và cái nút quan trọng thứ hai là cái nút BFL. Rồi, với một cái mixer mà để đảm bảo tín hiệu đầu ra, đầu vô đủ, thì người ta phải kiểm tra BFL trước. Có nghĩa là mình bấm vô BFL ở đây thì mình sẽ kiểm tra được tín hiệu đầu vô của mình có quá yếu hay không và đầu ra mình nó có quá mạnh hay không. Nếu tín hiệu đầu vô của mình chẳng may á, ví dụ như Miro nó vô nó bị yếu mà mình không biết cách mà để mà mình tăng gain nó lên, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều về vấn đề về bổ sung cái effect cho bạn mixer để làm việc. Rồi thì mình sẽ hướng dẫn cái chức năng này. Các bạn trước khi mình gắn cái microphone vô á thì mình kiểm tra tín hiệu ở đây các bạn. Mình bấm vô đây. Mình khoan hãy mở cái hệ thống máy của mình lên ha, mình chỉ on lên BFL nè. Tất cả những cái này 12 giờ hết. Thì sẵn dịp hôm nay rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra tín hiệu đầu vô cho thằng micro nó biết nó đủ hay không. Thì khi mình bấm vô BFL á thì mình sẽ thấy ở đây. Mình chờ xíu. Các bạn sẽ thấy ở đây cái đèn nó báo nè.
Nếu mà tín hiệu của mình chưa tới không á thì chắc chắn rằng á là cái bộ effect ở đây mình sẽ không có đủ để mình làm việc. Rồi các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ thấy nó yếu dưới không nè, rồi mình lên nè. Tới không rồi. Chờ anh chút. Nè, điểm lớn nhất nè. Điểm lớn nhất á, điểm la lớn nhất của mình làm sao mà dưới dương xấu. Rồi, các bạn coi ở đây ha. Chưa đủ nè, các bạn lên tiếp. Điểm cao nhất của giọng nói của mình. Các bạn để ý một điều á là tất cả những cái fader ở đây mình đóng hết. Mình muốn kiểm tra tín hiệu đầu vào, có nghĩa là nếu mà cái giọng mình to nhất chỉ là dương xấu thì khi mà các bạn đưa cho những người hát là ca sĩ, họ có la hét cỡ nào nó cũng không rè cái loa của mình hết, và không có bị bể tiếng hoặc là không bị quá dư gan để nó hú. Còn cái việc nói bình thường của mình là làm sao mà mình cứ cho nó dao động trì hoãn ở trong cái khoảng vừa không hoặc trên không chút xíu, hoặc là ở dưới không trong cái đoạn đó, thì nó sẽ làm cho âm thanh mình ổn định. Điều đó cho thấy được rằng là tín hiệu mình vô đủ, không thiếu. Rồi thì cái tín hiệu đó nó cũng sẽ giúp cho cái bộ effect rồi tất cả những cái hệ thống chân tru mình làm việc tốt. Thì lúc đó đó, nếu và cái đó là một trong những cái giải pháp mà để cho giúp cho mình biết được rằng là mixer mình đã làm đúng, tín hiệu nó đã đúng rồi, bắt đầu nó trộn tất cả nhạc cụ lại và mình sẽ chỉnh sửa theo cái những cái tính chất của âm thanh để làm sao cho nó phù hợp cho với cái bản mix và cái nhạc cụ hoặc là cái vocal mình đưa vào. Còn khi mà các bạn đã chỉnh đúng gain, đúng tất cả các cái rồi mà hệ thống vẫn còn yếu, thì mình phải đi kiểm tra lại hệ thống âm thanh của mình, kiểm tra lại cái cấu hình lắp đặt của mình các bạn ha. Đó là một cái gợi ý, vừa là khui hợp mà vừa là gợi ý cho một cái cách sử dụng mixer làm sao cho nó hiệu quả. Thì cũng vì lẽ đó dẫn đến cái bàn Yamaha 10 xu này nó phải nâng cấp thêm cái fader và bộ BFL, như vậy nó sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.